Ken ơi. Ken ơi. Có cái lồng đèn. Ủa, quên mở đèn led. Tối hù quá thấy gì đâu. Mở mở đốt đèn lên đi. Dạ, cảm ơn cô. Đèn này dính đi. Nè, thôi kem dính đi. Đốt đốt lên đi. Đã trời, sướng quá ta. Dịnh chạy đi, đi quay quay đi. Dịnh chạy đi. Con Dịnh chạy đi đứng đi. Để mấy vòng. Đi lấy mấy vòng cho cô quay phim chơi. Đi mẹ 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 mặt đỏ ấy lại đừng này. Trời ơi, thôi đi đi đó. Chạy đi, chạy chết. Cho quá cho nó thêm phút nữa chứ. Để đi đi đi. Để đi đi con. Đi tới luôn, đi tới luôn. Đi tới đi. Trời ơi, sư Ken sướng. Nó có hết thì chị gắn cái khác. Rồi em cảm ơn chị nha chị. Kệ đi tới đi, để đi lẹ tới luôn con. Mày sao nó mắc cỡ quá vậy? Nhớ bình thường lì lắm mà. Nhớ bình thường lì lắm mà. Tự làm luôn hả chị? Dạ. Nhìn đẹp quá trời luôn nè. Xinh xinh cái lông sữa của con mít xinh. Dạ. Nó con đẩy tới này đó. Để từ từ thôi. Để nhanh quá tắt rồi. Để từ từ thôi con. Để như bò bò nha. Để nhanh quá là tắt đó nha. Sao đốt lên? Đốt trước thì không cắm vô. Cái gì cắm? Lấy cái gì mồi kìa. Lấy cái lá kìa mồi. Xịn đứng vậy sao ấy. Để nhẹ nhẹ thôi, để nhanh quá tắt nha. Đó, để nhẹ nhẹ nha. Để nhanh quá tắt nha. Từ từ, đúng rồi, hay quá. Để nhanh là tắt nha, đúng rồi. Rồi quay vô mẹ đi. Quay vô đi cô về. Quay vô đi cô về rồi, bye bye.